Chạc các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Fantis Caballero 125/2024 ra mắt tại châu Âu, số chứng minh cái động cơ của Yamaha và có sẵn cổ Titan. Fantis Caballero 125/2024 chính là một trong những người anh em họ hàng xa với những cái mẫu xe nổi tiếng như là WR155 và MT15 do hãng xe đã ứng dụng trên mình cái nền tảng động cơ do hãng Yamaha phát triển. Nó không giống như ở Việt Nam hay đa số những quốc gia khác, có động cơ của Fantis Caballero 125 sẽ có dung tích hạn chế phù hợp với cái hạng mục bằng lái A1 tại thị trường các khu vực Liên minh châu Âu. Fantis Caballero 125 là mẫu xe hoài cổ từ trước đến nay vốn được phân phối thị trường châu Âu với những cái phiên bản như Deluxe, Scrambler, Rally. Chúng chia sẻ chung với nhau cái bộ trang bị. Tuy nhiên, chỉ có mỗi phiên bản Rally sẽ được hãng xe nước Ý là Fantis tích hợp cái vỏ gai dày đặc đi cùng những cái rãnh sâu chuyên dụng dành cho cái bậc địa hình. Fantis Caballero 125/2024. Trong clip hôm nay thuộc cái dòng đời Deluxe, dùng chung toàn bộ những trang bị và hoàn toàn không có bất gì khác biệt về mặt trang bị so với hai cái phiên bản còn lại. Nhìn từ phía sau, cái mẫu xe này có một hệ thống đèn hậu vô cùng gọn gàng, còn cái xi nhan thì được thiết kế theo hình tam giác và cực kỳ sắc sảo. Cái chiếc Fantis Caballero 125/2024 số chứng minh cái chó đèn lái tròn đồng nhất cùng với phần đèn hậu. Bên trong thì chứa tới 5 cái viên bi cầu phục vụ cho ở những cái độ coast, còn cái viên bi cầu thứ 6 sẽ hoạt động di chuyển sang cái chế độ pha. Tiếp đến chúng ta còn cơ hội nhìn ngắm cái phục lực upside down với cái đường kính lên tới là 41m, hãng sẽ tạo ra cái hiệu năng giảm chấn ổn định nhất. Fantis Caballero 125/2024 tận dụng cho mình màn hình là LCD dạng tròn để thông báo toàn bộ những thông tin liên quan đến cái quá trình vận hành, còn hiển thị luôn các phần giờ giấc vô cùng tiện lợi, giúp người lái dễ dàng theo dõi cái thời gian khi di chuyển. Trên cái mẫu xe mới này có cái phần dàn chân trước sau với kích cỡ lần lượt như sau: phía trước là 110/80/19, trong khi phía sau là 130/80/7. Để nâng cao các khoảng sánh gầm, kết hợp cùng với cái bánh căm đùm liền sẽ giúp cho cái mẫu xe này có thể vận hành tốt ở một cái dạng địa hình khác nhau. Fantis Caballero 125/2024 đảm bảo an toàn người lái thông qua hệ thống thắng lợi Bayre, thương hiệu con thuộc sở của tập đoàn Rainbow, với cái cấu trúc là 4 piston cho phía trước và piston đơn phía sau, kết hợp cùng với phần đĩa thắng trước là 320m, trong khi đĩa thắng sau là 230m. Cái bánh trước và sau đều tầm số cho mình cái công nghệ là ABS chống bốc cứng phanh. Nói đôi chút về cái động cơ của Fantis Caballero 125/2024, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều anh em cảm thấy hơi tương đồng với những cái dòng xe con tay của hãng Yamaha khi chúng ta nhìn thấy hình dạng của phần lốp nồi và cái ống bơm lửa của chiếc E5M. Bên trong cũng sở cho mình cái công nghệ là van biến thiên VA và cái nồi chống trượt Acid Airless. Fantis Caballero 125/2024 số chứng minh có động cơ này do họ nắm vững cái vai trò gia công có động cơ cho Yamaha trên những cái dòng xe là phân khối nhỏ tại thị trường châu Âu. Có động cơ này cho ra dung tích thật là 124,6cc, cho ra cái công suất tối đa là 14.7 hp, đi cùng một máy xăng cực đại là 11.2 Nm, phù hợp với quy định bằng lái thị trường châu Âu. Fantis Caballero 125/2024 sẽ được hãng xe sản xuất tích hợp sẵn cái cổ Titan trên những cái nền tảng động cơ nguyên bản, chứ không cần phải gắn thêm như những cái mẫu xe khác. Thậm chí nó còn sở cho mình cái ống xả kép do thiệu đến từ Andros sản xuất là OEM theo cái đơn đặt hàng của là Fantis. Fantis Caballero 125/2024 sẽ có mức giá bán thị trường châu Âu trong khoảng từ 5.500 euro đến là 5.949 euro. Đó là tiền Việt, nó rơi vào khoảng tương đương từ 147 đến 160 triệu đồng tiền Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.